Shield, viết tắt của một startup hub chuyên thực hiện các chương trình kết nối đầu tư, đào tạo, phát triển kỹ năng lãnh đạo, được lập ra nhằm kết nối các doanh nghiệp trẻ tiềm năng và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Bằng cách tổ chức các buổi đào tạo, khuyến khích sự phát triển và kết nối cộng đồng khởi nghiệp, Shield mang đến những buổi workshop thảo luận, chia sẻ các giá trị thật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ chính các gương mặt doanh nhân khởi nghiệp đi trước đã thành công nhất định và gây dựng được chỗ đứng trên thị trường. Các buổi workshop này xoay quanh các vấn đề như làm thế nào để xây dựng đội ngũ và tìm kiếm co-founder, làm thế nào thực hiện chiến lược marketing với ngân sách hạn hẹp, cách đàm phán và soạn thảo hợp đồng góp vốn đầu tư trong doanh nghiệp khi khởi nghiệp. Một trong những điều quan trọng nhất và cũng là vấn đề lớn nhất đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp, đó chính là đội ngũ đồng sáng lập và các thành viên trong team. Việc tìm được người phù hợp với những chiến lược kinh doanh của startup không hề dễ dàng. Vốn chưa có môi trường thuận lợi hỗ trợ cho startup Việt phát triển, các nhà khởi nghiệp trẻ Việt Nam còn loay hoay trong việc định hướng tìm kiếm và xây dựng một team vững mạnh. Mình nghĩ vấn đề khó khăn nhất ấy, nó vẫn là tìm ra cái team mà thực sự những cái bạn thực sự fit và những bạn thực sự có đam mê và tâm huyết để theo cùng với cái định hướng, cái giải pháp để mà mình giúp cho được nhiều cái khách hàng cốt lõi của mình. Vậy, đâu là tố chất cần có của một co-founder tiềm năng? Tìm kiếm và giữ chân người giỏi bằng cách nào? Jonah Levy, sáng lập tổ hợp Navigos Group, trong đó bao gồm cả trang web tìm kiếm việc làm Vietnam Works, và Trần Tuấn Anh, sáng lập hệ thống phân phối vé trực tuyến Ticketbox.vn, đã có những chia sẻ thú vị trong buổi trao đổi. Làm thế nào để tìm kiếm đồng sáng lập và xây dựng đội ngũ trong mơ khi khởi nghiệp? Sự kiện vừa diễn ra tại Coworking Space Works Sài Gòn vào tối 15 tháng 9 vừa qua. So we know from the research that Bill Gross has published that hiring the best team is so important for a startup's success. Having the best team is more important than the business idea and more important than the funding or the business model. The right team is going to be able to execute and succeed. To look for the right team, you need to do it in the same way that you look for co-founders, people that bring the right skills to the table, and also people that fit with the culture of the company. Anh nghĩ vấn đề thì rất là nhiều. Cái vấn đề đầu tiên đó là cái đội ngũ mà khởi nghiệp cùng với mình đó là mọi người có kiểu như là có thực sự là commit vào cái dự án mà mình sắp sửa làm hay không. Thì mình phải kiếm được những bạn mà rất là máu lửa, máu khởi nghiệp và rất là đam mê về cái ý tưởng mình sắp sửa làm. Thì cái đó là thực sự là cái bước khởi đầu mà kiểu như mình nếu mà ai mà chưa có một cái đội nhóm, đội ngũ khởi nghiệp cùng thì sẽ phải giải quyết đầu tiên. Bằng các kinh nghiệm thực tế, hai diễn giả còn chia sẻ nhiều góc nhìn liên quan đến việc duy trì nhiệt huyết dành cho team, giải quyết mâu thuẫn và cam kết trách nhiệm giữa các thành viên đồng sáng lập. In my opinion, it's best to have a co-founder that's a business partner, but not a best friend or not a family member, because personal relationships and business relationships can sometimes complicate one another. Anh nghĩ các co-founder để mà có được một đội ngũ mà nó mạnh và nó bền đó thì là những bạn này là nên là những người mà đã làm việc từng làm việc trước với nhau rồi ở những công ty hoặc là những dự án ở đó trước đây. Rồi những bạn này có thể là cùng có một cái hoài bão để mà thành công trong khởi nghiệp. Thì khi mà cùng làm việc với nhau như vậy thì ví dụ như là nhiều người góp vốn vào thì cái việc mà rõ ràng về tài chính, minh bạch về tài chính có nghĩa là việc rất là cần thiết vào thời gian đầu. Thứ hai là mình chia sẻ cái trách nhiệm với nhau, thì ví dụ như là mọi người cùng đóng góp công sức vào cái dự án này thì khi mà có những cái khó khăn gì đó thì mọi người phải cùng bu vào và giải quyết, cùng hùng vào giải quyết. Thì cái tiêu chí mà để mình đưa ra cho một người partner phù hợp với mình là một sự nhiệt huyết, những người trẻ, năng động, nhiệt huyết và có tham vọng và cùng chung chí hướng với lại cái doanh nghiệp mà mình muốn hướng tới. Mình thấy những cái chia sẻ của Jonah và Mai á, nó rất là hữu ích cho những cái người startup mà bọn mình đang mới bước vào cái con đường startup. Thì thứ nhất là về việc mà tìm kiếm những cái người đồng hành với mình mà gọi là co-founder á. Và cái cách nhận ra đâu là những người phù hợp với mình. Thứ hai là các bạn ấy trả lời cho những cái trăn trở mà bọn mình đang gặp phải hiện tại đây này, như là cái cách làm sao giữ lửa cho team, những cái người trong sáng lập team,
và để đồng hành cùng với nhau và làm sao làm rõ ràng mọi chuyện để có thể đi đường dài cùng với nhau lâu hơn. Trong thời gian tới, Shield còn tiếp tục tổ chức chuỗi workshop nhằm trang bị kiến thức cho các doanh nghiệp trẻ trên hành trình khởi nghiệp. Số lượng khách tham dự sẽ được giới hạn trong khoảng 20 đến 25 người một workshop để đảm bảo tính hiệu quả, tập trung vào đối tượng là các nhà khởi nghiệp tiềm năng, các quản lý tại các công ty, tập đoàn và các bạn trẻ có ý định khởi nghiệp, thay đổi tầm nhìn và tạo ra các doanh nghiệp thực sự vững mạnh trong tương lai.